Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn nút đăng ký và bấm vào nút chuông để nhận video mới nhất. Chào mừng anh em trở lại với channel Trái Bóng Game. Nhận được rất nhiều bình luận của anh em muốn ép làm việc các vị tướng bị giảm sức mạnh ở tại phiên bản đấu trường nhân bản. Giảm sức mạnh ở đợt này không có quá nhiều vị tướng, nhưng tin vui cho anh em đó là sau khi test và trải nghiệm rất nhiều lần ở phiên bản mới bên Đài Loan thì ép bây giờ mới làm clip này để chia sẻ trải nghiệm của bản thân về các vị tướng đó với anh em ngay bây giờ. Top 5, The Flash. Đây là vị tướng pháp sư theo S là đeo đanh rất ổn bởi khả năng cơ động, vừa sát thủ sát thương lại lớn. Và thời gian trải nghiệm ở phiên bản mới S nhận ra rằng The Flash hoàn toàn thay đổi rất nhiều mặt. Đầu tiên là về tốc độ chạy, việc bị giảm 400 xuống 380 khiến cho The Flash bất cơ động chỉ một xíu mà thôi. Bởi sau khi lên được Phượng Hoàng Lệ sắm ngay một đôi dép thường thì hoàn toàn không gặp bất kỳ trở ngại gì khi đi ganh hay cánh cả. Nhưng điều cần chú ý chính là bị giảm đi 20 tốc chạy, mà khi sử dụng chiêu cuối S cảm nhận rõ ràng thấy được rằng The Flash truy đuổi đối thủ rất khó, đặc biệt là khi kích hoạt chiêu cuối xong. Nguyên nhân do đâu? Đó chính là bởi khi dùng chiêu cuối, The Flash bị giảm đi 50% tốc độ chạy của bản thân trong 2 giây. Tức là nếu ở phiên bản ban đầu thì The Flash chỉ còn có 200 tốc độ chạy mà thôi, nhưng ở bản mới phải trừ đi 40 tốc độ chạy nhé. Như vậy là chỉ còn 160 tốc độ chạy để truy bắt đối thủ hút vào. Chính bản thân S chơi qua và cảm nhận được rằng chỉ cần có một lệnh bài thần phong hay là Alice hoàn toàn có thể thoát đơn giản của chiêu cuối từ The Flash, trừ khi chiêu cuối khép góc quá đẹp hay là có tốc biến hoặc đối thủ thiếu cơ động mà thôi. Đó là điểm trừ cho The Flash, nhưng bù lại, tối ưu cho The Flash chính là sát thương sốc khi đối thủ hút vào trong vòng xoáy, được gia tăng rất nhiều sát thương, đúng chất sốc sát thương. Với S, bản thân trải nghiệm thấy được rằng sốc mạnh hơn, kết thúc đối thủ tốt hơn. Đương nhiên, giảm thời gian khống chế từ 1 giây xuống còn 0,15 giây làm choáng và bù lại thêm 50% làm chậm trong 1 giây là sự đền bù khá thỏa đáng. Chúng ta đều biết khi chiêu cuối The Flash thu vào thì đối thủ lập tức nhận ngay thêm sát thương. Thứ nhất đó chính là từ chiêu 1 khi kích hoạt lần 2 rút về, hoặc là từ chiêu 2 nếu mà bồi thêm được chiêu 2 khi mà chiêu 1 còn có thời gian vận dụng. Đấy là nói về điểm chí mạng từ The Flash, và theo cảm nhận của một người thích chơi The Flash và từng chơi rất nhiều thì S chắc rằng The Flash còn đủ mạnh và ở phiên bản mới The Flash có thiên hướng sát thủ nhiều hơn. Top 4, Violet. Xạ thủ Violet theo đánh giá của S thì không gặp quá nhiều vấn đề, tại vì khi bị giảm sức mạnh thì Violet chúng ta bị giảm về các cấp độ chiêu thức sau cùng. Điều này hoàn toàn không ảnh hưởng tới quá trình đi rừng đầu game. Nhưng với động thái giảm đôi chút sát thương từ chiêu thức và sát thương cộng thêm từ đạn xuyên thấu khiến cho Violet bớt chút tầm ảnh hưởng. Thực ra thì ảnh hưởng của Violet nhiều nhất là ở phiên bản beta 16 hiện tại, khi mà các cú lượn bắn của Violet bị giảm tầm tốc độ chạy, chứ vấn đề giảm sát thương ở chiêu 1 hoàn toàn không phải là vấn đề đáng lo ngại. Vậy nên cứ chơi và bắn Violet thôi anh em ơi, không cấm thì tap pick. Dù sao đây luôn là một vị tướng bắn giao tranh mạnh, mà để Violet xanh thì xác con mẹ nó định luôn. Nhận định của S là chẳng có vấn đề gì phải lo lắng. Chưa quên các trang bị chí mạng, ví dụ như là anh em nào muốn lên thánh kiếm còn giảm vàng cơ. Đó là một lợi thế, chưa kể kiếm truy hồn còn được gia tăng thêm nội tại, đòn đánh thường hoặc là chiêu thức sau khi tung trực trị còn gây thêm 300 sát thương. Đây còn gì tuyệt vời bằng, đúng không nào? Top 3, ID. Ở phiên bản mới này, Ninja Rồng được lột xác thành một vị tướng sát thủ thực sự. ID thường xuyên được lên với lối trang bị nửa công nửa thủ để băng xả giao tranh tốt hơn. Thì ở phiên bản mới, ID được biến hóa thành một vị tướng sát thủ đích thực. Cụ thể ID được tăng sát thương cơ bản từ 159 lên 168. Nhưng chính vì để trở thành một vị tướng sát thủ đích thực nên lượng giáp cơ bản bị giảm từ 105 xuống chỉ còn 96 ở thuộc tính. Đương nhiên, điều chúng ta quan tâm nhất chính là lần giảm sức mạnh này ID bị giảm thời gian làm choáng, tức là từ 1,25 xuống chỉ còn 1 giây mà thôi. Đây là ở chiêu cuối nhé. Mà chiêu cuối quan trọng là sao? Anh em thừa hiểu rồi đúng không nào? Và với việc hoán đổi thành một vị tướng sát thủ đích thực theo kiểu như là Nakroth hay là Morat khiến cho lối chơi của ID thay đổi đôi chút, trở thành một vị tướng bắt chủ lực tối ưu hơn. Lối trang bị thiên hướng sát thương rất nhiều để dứt điểm đối thủ trong một combo, gần giống với Zuka. Đây chắc chắn là động thái được nhiều anh em chờ mong, bởi khi chơi theo lối sát thương này, biết đâu anh em nào hào hứng, lười đi đường lại có dịp cầm ID đi rừng rồi. Riêng bản thân S thì thấy rằng lối sát thương mới của ID, đây là một vị tướng đáng chơi và phiên bản sắp tới cho dù có bị giảm sức mạnh ra sao. Top 2, Cleanup. Bọ luôn là vị tướng được ưa chuộng cho trận đấu muốn sốc sát thương đối thủ, đặc biệt là các vị tướng chủ lực và các đội hình muốn lăn cầu tuyết hay là đối phó các đội hình thích chơi kiểu all-in do xạ thủ. Cleanup được tin dùng ở tất cả mọi bậc rank và cả giải đấu chuyên nghiệp, nên sức mạnh của Cleanup hiện tại S không muốn đi sâu. Nói về cảm nhận khi chơi Cleanup nhé, ở phiên bản mới, còn và luôn là vị tướng đi rừng siêu mạnh, siêu nhanh, dù chẳng cần bất kỳ đồng đội nào trợ giúp, lượng sát thương khi lên cấp độ 4 so với thương đối thủ phải thú thật thẳng thắn với anh em đó chính là rất là phê. Để nói về lượng sát thương sốc khi đạt cấp độ 4 lên tướng, chắc Cleanup chỉ có thua Natalia mà thôi. Nếu có Cleanup, bạn hoàn toàn có thể coi tạm đây là một phiên bản sát thủ của Phoenix chẳng hạn, khi mà tốc độ ăn bùa rừng, rồng hay là tà thần hoàn toàn tối ưu. Thực ra điểm anh em quan tâm ở đây đó chính là Cleanup ở phiên bản mới bị giảm sát thương từ chiêu cuối,
kèm theo một chút sát thương cộng thêm. Bản thân S sau khi test rất nhiều lần thì hoàn toàn thấy với lượng sát thương giảm có 40 công vật lý hoàn toàn không ảnh hưởng lớn tới việc chơi và ganh với Krynak cả. Sau các thương bắt chủ lực hoàn toàn ok. Vậy nên chơi và trải nghiệm Krynak để mà đeo đanh thần tốc đi nhé anh em ơi. Theo bản thân S đánh giá thì Krynak chơi tốt ở các bậc đanh cao thủ đổ xuống. Còn khi vào cấm chọn, bản thân S cho rằng nếu đối thủ pick sớm tướng đi rừng thì đừng vội pick Krynak để tránh bị bắt bài nhé. Với việc ra mắt hệ thống giúp chọn từ lâu rồi nên vấn đề này S chắc rằng anh em hoàn toàn không việc gì phải lo lắng cả. Top 1, Van Heen. Nói đùa chứ, từ lúc Van Heen chưa nổi và siêu mạnh như hiện tại thì trận nào chẳng có Van Heen xuất hiện, đặc biệt là các bậc đanh ít cấm chọn. Và ở phiên bản mới này, bản thân Van Heen bị giảm rất nhiều sát thương. Nó không chỉ là sát thương từ nội tại với bài đỏ vàng xanh từ 100 xuống còn 80, hay là cộng thêm từ 12 sát thương trên cấp xuống còn 10 sát thương trên cấp. Đó còn là việc khống chế từ nội tại bị giảm từ 1 giây xuống 0,5 giây. Đương nhiên, việc giảm thì S rất là hoan nghênh thôi, bởi các bạn có biết vì sao không? Giảm như thế may ra sẽ được bớt cấm đi để còn có một con bài free lại mạnh với trang bị kiếm điện qua bá. Van Heen đồng thời bị giảm tốc độ tấn công từ 4% xuống còn 3%. Và sau khi bị giảm, trải nghiệm qua nhiều trận, S thấy rằng Van Heen còn bắn rất tốt và lối trang bị thiên về khống chế với áo choàng băng rồi dìu Hyuga, thì việc giảm khống chế của Van Heen không gặp vấn đề gì quá đáng lo ngại cả. Cùng lắm chỉ là lượng sát thương đầu game và với các nội tại bị giảm đồng thời một chút khống chế mà thôi. Van Heen đầu game chăn thả giảm chút, còn việc tranh giành nhau đường với Van Heen kiểu như là zone hay là theo nát thì khá là khó khăn, tại vì vị tướng này còn rất mạnh mà chưa thể một sớm một chiều đổi sang các vị tướng khác được ngay nhé. Trên đây top 5 vị tướng bị giảm sức mạnh nhưng còn gánh đội siêu tốt tại phiên bản mới đấu trường nhân bản. Nếu đồng quan điểm hoặc có ý kiến cá nhân nhớ bình luận dưới video này nhé. Và phiên bản mới chúng ta sẽ cập nhật vào ngày 17 tháng 10, chỉ vậy anh em đừng quên chờ mong. Và nếu thấy hay đừng quên đăng ký kênh, like và share video vì nó hoàn toàn miễn phí, nhưng đó chính niềm động lực to lớn giúp mình làm ra các video hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Blood! 100 hits! An enemy has been... Scalp is mine! Ultimate! Of the Falcon. Defeated! Onslaught! An ally has been defeated! Another spiritual life back. Life. An enemy has been defeated. Silent. Destroyed a tower. No one trespasses unpunished. Ultimate. Your scalp is mine. Stay back. Your team has destroyed a tower. Looking for the proof. Legendary. No one trespasses unpunished. Legendary. The perfect spot. Team has destroyed a tower.
Your team has destroyed a tower. Để ủng hộ Ad, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên. Các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều.